Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Kênh Hiểu Để Làm Đúng chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về cái bảo vệ mắc pha. Thì trong cái ngành điện á, thì bảo vệ mắc pha nó rất là quan trọng. Thì đôi khi mình không bảo vệ được cái mắc pha thì nó ảnh hưởng tới là cháy động cơ, nó sẽ tốn hao đến cái kinh phí của cái nhà đầu tư. Thì cái bài này mình giới thiệu về cái con bảo vệ mắc pha của hãng Shin này nè, XC3. Thì khi mà các bạn nhìn vào á, các bạn nhìn vào cái bảo vệ mắc pha này thì nó có một cái sơ đồ nó nói đây đây, các bạn thấy nè, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, 5, 6, 7, 8. Thì ở đây là chương 1, 2, 3 là mình sẽ cấp lửa 1, lửa 2, lửa 3 vào. Chương 5, chương 6 là tiếp điểm thường mở, chương 7, 8 là tiếp điểm thường đóng. Thì khi mà đủ điện áp 380V vào chương 1, 2, 3 thì 5, 6 sẽ đóng lại, 7, 8 mở ra. Khi mà mắc một trong ba pha thì 5, 6 nó trở lành mở ra và 7, 8 nó đóng lại. Thì mình dựa vào đó thì mình sẽ sử dụng cái tiêu điểm 5, 6 để mình điều khiển khởi động từ. Thì ở đây tôi có lên cái một cái sơ đồ đấu nối đây. Đây là lửa, đây là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 và 5, 6, 7, 8. Thì hiện giờ tôi đã đấu nè, lửa 1, lửa 2, lửa 3 nè, đi vào khởi. Trước khi qua khởi thì tôi đã đi qua một cái ba cái CP test này để hơi tôi test mắc pha. Đi qua trên đầu khởi. Thì trên đầu khởi này tôi đã lấy ra nè, ba dây nhỏ để điều khiển là 1 2 3 nè. Thì tôi đấu vào chương 1, chương 2, chương 3 ha, là lửa 1, lửa 2, lửa 3 nè, đấu vào 1 2 3. Từ chương 1 các bạn xé ra một dây, các bạn đấu vào chương số 5 là cộng dây này ha. Đây. Tôi xé ra tôi đấu vô dây số 5 nè, một dây là pha đỏ. Rồi chương số 6 thì đấu vào chương A1 của khởi động từ 308. Qua chương A2 thì các bạn đấu về pha màu xanh. Thì khi nguyên lý đó là khi là đóng CP lên đủ alpha thì lập tức cái tiết điểm 56 đóng lại thì nó sẽ cấp pha pha lửa 1 vào chương A1 và lửa 2 A2 thì cấp vào lửa 3 thì nó đủ điện áp 308 cho cuộn hút, nó hút hút xuống thì nó thông mạch là điều khiển cái động cơ này. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test cái mạch này cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đóng CP lên, gắn cái con bảo vệ này vào ha. Ở đây nó có cái màu xanh, có cái đèn, khi màu xanh thì là đúng pha, màu đỏ thì khi mình màu đỏ thì nó ngược pha, thì các bạn đổi lại. Tôi đóng lên nè, đó các bạn thấy khởi nó hút không, là đèn nó hiển thị màu xanh nè đó. Thì bây giờ tôi sẽ test mắc pha nè, mắc pha thứ nhất nè, bạn thấy không, chỉ trong vòng 3 giây thì động cơ mình nó ngưng hoạt động do khởi này nó nhả ra nè, đóng lại nè, nó hoạt động bình thường. Giờ tôi test mắc pha thứ hai ha, các bạn thấy ok không, đóng lại thì nó hoạt động nè. Cuối cùng là mắc pha thứ ba, ok, cái mạch mình nó hoạt động rất là ok các bạn, rất là chuẩn nha. Thì mình nên sử dụng một cái tủ tổng bảo vệ mắc pha ha, hoặc là sử dụng bảo vệ riêng cho một con động cơ gì đó. Thì các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của tôi ha. Bây giờ hiện giờ ví dụ như đang mắc, đang chạy mắc pha giữa nè, ngưng liền các bạn, bạn thấy không đó, đóng lại khắc phục lại thì nó hoạt động lại. Đáng lý này là mình phải lắp thêm một cái gờ lây nhiệt để bảo vệ động cơ và một cái bộ nút nhấn on off, một nút dừng khẩn cấp nữa. Cho nên thì cái bài này thì mình chỉ phát thảo lên cái sơ đồ đấu nối cái con này để bảo vệ động cơ thôi. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu về lắp tủ điện thì mình sẽ lắp đầy đủ, gồm đèn báo, nút dừng khẩn cấp, một bộ nút nhấn on off và một bộ khởi động từ và rồi là nhiệt. À, bây giờ mắc pha thứ ba ha. Đó, bạn thấy không? Rất là ok ha.
Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và share và chia sẻ giúp mình nhé, để mình có động lực và mình sẽ làm cho các bạn một cái số clip hữu ích khác nữa. Xin thân ái.